Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh Natsu Happy No Fairy Tale nha. Đây là Natsu Day Happy, mọi người ai xem video nhìn là cũng biết rồi nhỉ. Mình sẽ bắt đầu tô lên để đỡ mất thời gian của mọi người nhé. Ok, bắt đầu luôn nha. Happy thì có màu xanh, nhưng mà tai màu hồng. Ok, mình tạo mặt cho đã. Mọi người cố gắng tốt được như mình nhé. Mũi màu đen. Đó, hãy tô như này nha. Đó. Hai tay mình nha. Đây. Ok. Mọi người tôi nhanh tay lên tí nhé. Mình đã tô xong Happy rồi nè. Mình sẽ tô tiếp Natsu nha. Ok, Natsu của mái tóc màu vanh đào nên mình sẽ sử dụng màu cam nha. Giờ tôi nhẹ thôi. Ok. Mọi người hãy tô thật nhẹ nhàng nhé. Đó. Cố gắng tô được như mình nha. Tốt rồi, rất đẹp nha mọi người. Mình sẽ tô tiếp nha. Ok. Dùng màu da nhé. Màu đen trước. Màu da. Cố gắng tốt được như mình nhé. Ok, tiếp tục nào. Đẹp không mọi người? Rất đẹp nha, bây giờ tô tiếp nhé. Áo luôn, tô luôn áo của Natsu luôn. Mình sử dụng màu vàng. Đó. Mọi người tôi nhìn nha. Mình sẽ cố gắng tô thật đẹp. Đẹp không mọi người? Bức tranh chỉ cần như này thôi, mình sẽ tô cái chữ và huy hiệu nha. Huy hiệu Fairy
huy của Predator sẽ là màu đỏ nhé. Ok, chữ Z. Rồi, cố gắng tốt được như mình nhé. Cố lên mọi người. Ok, chúng ta sẽ sử dụng màu xanh. Hết tên cho mình nha. Đẹp không mọi người? Ok, và đây bức tranh 271 nhá. Mọi người thấy như nào ạ? Bức tranh quá đẹp đúng không? Mọi người hết tên cho mình đi. Ok, quá đẹp luôn. Đó, hai tô như này nha. Không hề chê được điểm nào. Ok. Ok, mình sẽ để mọi người vài phút để tô nhé. Ok. Ok mọi người. Cái gì vậy? Mọi người đặt mình xuống nha.